Rồi, hello anh em đã quay lại kênh của Minh Biker. Thì lâu lắm rồi mới làm clip giao xe nha. Hôm nay có một anh chạy Camry tới nha anh em. Ba của chủ tịch đó anh em, tới mua xe về chạy nha. Đó. Ảnh thì ảnh muốn mình vận chuyển tới nhà luôn. Thì có chi phí là bên mình là có từ A tới Z luôn nha anh em. Anh em yên tâm mà chơi. Đó, anh lên thử anh đính rồi. Anh hỏi mình là có chạy phát lên bán tải được không? Kêu không nha anh em nha. Khó lắm nha. Cái này phải trình độ cao mới chạy được nha. Cái này phải thôi phải dắt thôi anh cười rồi. Đó. Rồi anh không chạy được thì thôi xuống để mình dắt lên, mình bỏ lên thùng. Ok. Rồi ràng lại xong hết rồi, em nó ngay ngắn đẹp đẽ rồi nha anh em nha. Đó, bắt đầu let's go. Đây là đường về Long An. Về Long An anh em, Long An đâu cho mình xây hai cái nha. Đó. Rồi đường Long An thì đặc sản rồi anh em thấy không? Kẹt xe khúc này thôi. Khúc này là cái nút thắt đó anh em. Nút thắt thì nó sẽ hay kẹt cái khúc này. Tại đi đâu cũng phải về cái tuyến này á, nên nó kẹt cái nút thắt. Rồi, cuối cùng cũng đã tới nhà rồi à, tới nhà ảnh rồi nha. Nhà đúng là bự thiệt. Mình có hỏi ảnh cái này mà ở Sài Gòn thôi chứ mình xây đường cho anh em chạy thử trong này luôn. Nhà rộng lắm. Rộng ơi là rộng luôn. Rộng thiệt là rộng à. Rất rộng mấy cây lan à, Camry trên trong đó em rồi Fortuner, mấy con xe mà trồng trên lầu dễ thương không à. Đó mình có rất là khoái cái vườn lan nhà ảnh nè. Vườn lan mình khoái luôn. Ở trên lầu nhà mình cũng có trồng mấy cây lan nha anh em. Mà lâu lâu nắng quá mình đi công việc á, cái nó chết hết rồi. Mình vẫn trồng, hiện tại vẫn còn sống mấy cây. Nhưng mà Sài Gòn đất chật người đông mà anh em, cho nên mình đâu có trồng được nhiều. Mình trồng trên sân thượng thôi anh em. Đó đây con xe giao cho ảnh nè, rồi hướng dẫn cho ảnh sử dụng cái ben luôn. Ảnh có mua cái ben bên mình luôn nha anh em. Đó, rồi mình tặng ảnh chai dưỡng sơn luôn, chỉ ảnh sử dụng khi tới nhà. Đó, chỉ từ A tới Z luôn nha anh em nha. Anh em khỏi cái yên tâm mà về những cái vấn đề này. Bên mình là cũng hỗ trợ anh em hết mình. Đó, anh em đừng làm mình hết hồn là được. Đó, đợi mình đó. Đây anh em sẽ gọi nó là Hưng Cà Mau nha. Tại vì Hưng nó Cà Mau, gọi Hưng Cà Mau đi. Rồi đó, hướng dẫn bên xe lên. Này nọ khác. Nó chuẩn rồi á, anh mới siết lại. Anh em cứ theo dõi clip nha. Giờ cứ bên bình thường đi, bên led mình chỉnh sao. Rồi. Anh để cái bánh xe cho nó quay phía này nè. Quay phía sau này cho nó dễ. Để lên nè. Lúc mà anh Ben vô thấy là anh để vậy nè. Rồi đó. Em dẫn xe lên đây cho anh Ben. Đây vậy đó. Rồi để em dẫn xe lên. Nó nhẹ tăng à. Rồi. Đúng rồi. Để vậy đó. Rồi xích vô. Đúng rồi anh. Đúng rồi. Đứng chưa, đứng chưa. Hai bên đứng hết rồi anh. Rồi đè xuống thôi. Đó nhẹ. Đó. Mới mình vô quen rồi đẩy. Em lui ra lui vô cho anh quay clip coi. Mày đẩy thoải mái, phụ nữ với trẻ em thì đẩy cũng được. Không nó nhẹ lắm, anh ra đẩy thử kìa, nhẹ thiêu mà. Đưa anh đẩy thử kìa thôi. Đẩy thử nhẹ nhàng thoải mái, mới chưa quen, từ từ rồi. Đây. Hai chìa khóa đưa ảnh chưa? Đây. Cái này mình lâu lâu mình xịt hả? Dạ xịt cổng sơn. Xịt cổng sơn. Em chỉ xịt thôi mà. Xịt thử miếng à. Xịt giữ cái mắt này nè. À, cái khúc này là sáng tôi mới ngủ dậy nha, tôi mặc đồ ngủ anh em đừng để ý nha. Thấy ảnh nhà có mấy tập gym mà ra kéo một xíu rồi. Kéo cũng thấy cũng mệt á. Thấy mệt á. Chưa thấy gì mà thấy mệt. Rồi, thấy cái hồ cá ảnh cá coi anh. Cái này là hồ cá coi nha anh em. Nhưng mà anh em coi clip anh em mới thấy hết hồn. Người ta cho ăn thì lên nó ăn, anh em thấy cá không? Đó, cá quá trời luôn. Cái xíu nữa tôi ra coi cho ăn á thì không có nào lên hết trơn. Cái đục em đó nè. Để nó bỏ cái găng xuống đầu cá. Quay án. Bóng bóng bang bang rồi năng nó no rồi. Con nào đây? Má xong chưa cá mạnh thú là ẩu rồi. Ủa không thấy nào đây? Cái tại đứng nó sợ. Cá cũng sợ nó. Thấy anh tưởng cũng lông. Cá nhà mình cũng không sợ. Rồi, su lô tôi thấy ghét thì tôi sẽ khủng lồ qua bên đây cho mấy cá khủng lồ ăn. Mấy cá nhỏ kia nó không ăn, qua chắc khủng lồ ăn. Đó, mấy cá khủng lồ thì chịu ăn nè anh em. Đó, nó chịu ăn thấy không? Đó, bỏ vô nó rỉ nè. Bật 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 bật. Đó, này thấy chưa? Mấy con kia nó khinh thường tôi sao anh em à. Đó. Rồi, ok anh em ha, rồi. Trả lại cho người ta, không phá nữa. Phá nữa là người ta đuổi về sao? À, tôi thấy cái gì rồi anh em, biết tôi thấy gì không? Đó, hai con gà tre chủ nhà mời tôi ăn nha anh em. Rồi đó, chảy nước miếng, khoái khoái chảy nước miếng. Món ăn tôi thích nhất là gà thả giường nha anh em. Mà gà tre thả giường thôi chứ ăn nhức nách luôn, lấy ghế ngồi thôi anh em ơi. Tiền Giang. Đấy. Thâu bông thâu không? Ê, ê, chó. Ê, khinh thường. Ê, chó. Chó ơi. Này giống như cái tóc là quay hỏi lại đáp cái vùng màn hình đó. Ê, khinh thường này. Ê, con chó lông xù. Ê, ê. Đụng tay là xíu nữa thành hưng ngón. Trời giỏi vậy. Leo mô tô chạy luôn con. Chụp hình đấy thôi. Chủ. Chủ ơi. Ngơi nửa miếng không? Cái gì vậy? Trời ơi, kêu nựng cái là đi tới liền. Lanh nữa. Này cháu cái đúng không? Cháu trai là tôm tước à? Gì sao nó quào dữ vậy? Nó thấy mình là nó. Cái cốc này, cái cốc giống nhà mình nè. Trên lầu em có trồng cái cốc giống anh luôn á. Mà em trồng trong cái chậu á, nó không bự được như anh á. Anh em lâu lắm mỗi chiều dưới quê ăn được ăn gà tre, ở trên đó ăn gà công nghiệp chết bà luôn á, ăn gà công nghiệp á. Đây gà tre có nước mắm nè, ở bên cái này à. Nước muối ớt chanh, muối ớt chanh mà là bằng muối hột đó nha anh em. Nói chung muối thì nó mặn mặn nha, chanh thì chua chua. Đó, review vậy là chân thật nhất. Giờ mình sẽ thử một miếng gà để quay cho anh em xem nha. Gà nó ngon. Đây là gà tre. Đó, đây là thịt gà nha anh em. Mình thử miếng gà tre lâu lắm mà mới ăn lại. Giờ mình chấm vô cái muối nè, thấy không? Muối chanh nè. Đó. Nhìn hấp dẫn không? Đó. Chưa? Hơi nóng nha anh em, lại mới xong. Đây. Ngon lắm em, món dài ngọt ngọt. Lúc mà anh em coi clip thì cũng thấy có mùi thịt gà bay phơn phởn. Nói chung là gà này ăn thì bá cháy rồi anh em, nhưng mà cái con nó hơi nhỏ thôi nha, nó không bự bằng cái con gà công nghiệp không, nhưng mà thịt nó rất là mềm. Này, chấm lại muối này mới là đúng muối nè anh em, chấm lại muối này mới là đúng muối. Mấy ảnh ăn do ăn nhậu rồi mới ăn chấm muối này ngon lắm. Rồi anh biết sao không, cái nước luộc gà này mà ăn với mì tôm thôi không nhức nách luôn. Còn gà này thì tốn bia anh em, một thùng kìa, da gà nè đó. Mình thấy để mình cầm điện thoại lại chạy miếng rồi nha anh nha. Rồi thôi, anh cảm ơn anh em đã xem tôi xàm nha. Chúc anh em thì một ngày thì là vui vẻ. Bye bye và chào tạm biệt. Đó, mình vẫn có gà nhưng mà vẫn có gà sao ta gọi là cũng có gà thả vườn nó bán, nhưng mà một lần đi mua phải đi tìm chỗ mua. Còn đa số là mình vô siêu thị mình ăn nhanh đó là mình mua gà công nghiệp mình ăn không à. Gà rán rồi mà gà này ăn ngon em, gà này mới thả là bắt vô là ảnh làm ảnh đãi mình luôn á. Đội con em mình kết thúc clip để cho cameraman ăn nó chạy nước miếng nãy giờ.